Túi chống ẩm container, gói hút ẩm treo container, liên hệ điện thoại Zalo 0986836296. Như bạn đã biết, hàng hóa được vận chuyển trong môi trường kính trong xe container thường rất dễ bị hư hỏng do độ ẩm không khí. Hơn nữa, việc container đi qua nhiều khu vực có khí hậu khác nhau thì hơi nước sẽ bị ngưng tụ lại và làm ẩm mốc hàng hóa. Đặc biệt là môi trường biển, hơi nước bên trong xe container sẽ càng cao, khiến hàng hóa bị hư hại. Việc sử dụng gói hút Admintin giúp hút độ ẩm trong môi trường kính, ngăn chặn hiện tượng ngưng tụ hơi nước, giúp giữ cho hàng hóa luôn được bảo quản trong môi trường nhiệt độ lý tưởng dù là vận chuyển dài ngày trên biển, đảm bảo giữ được chất lượng hàng hóa nguyên vẹn như ban đầu. Có thể nói, gói hút ẩm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo quản các mặt hàng nông sản, hàng thủ công và linh kiện điện tử khi vận chuyển với khối lượng lớn. Liên hệ để đặt mua hàng. Điện thoại Zalo 0986836296. Địa chỉ số 21 thị trấn 27 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Túi chống ẩm container, gói hút ẩm treo container, liên hệ điện thoại Zalo 0986836296. Nhà máy sản xuất túi hút ẩm container 1kg xịt túi SX khối lượng lớn, giá thành rẻ. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên biển, tàu thường sẽ đi qua các vùng có áp suất không khí ẩm, hơi ẩm và hơi nước biển cao. Trong thời gian dài, hơi nước và không khí ẩm tạo thành các giọt sương động trên các thành container là nguyên nhân chính gây ẩm mốc, dị sét, ăn mòn, dẫn đến hư hỏng hàng. Do vậy, hãy sử dụng túi chống ẩm đặt hoặc treo trong container là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ các bộ phận của máy móc, cuộn thép, đồ nội thất, thực phẩm, nông sản trong quá trình lưu trữ và vận chuyển đi xa. Với tính năng ưu việt như vậy, nên gói chống ẩm container 1kg thường được sử dụng để vận chuyển nhiều loại hàng hóa như thực phẩm, cà phê, bột mì, gạo, máy móc, gỗ, hàng dệt may. Liên hệ để đặt mua hàng, số 21TT27 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại Zalo 0986836296. Túi chống ẩm container, gói hút ẩm treo container, liên hệ điện thoại Zalo 0986836296. Cung cấp gói hút ẩm container uy tín chất lượng. Hàng hóa vận chuyển lâu thường rất dễ bị hư hỏng, nấm mốc. Vậy giải pháp nào để có thể bảo quản được hàng hóa trong xe container? Làm sao để chúng giữ được chất lượng như ban đầu trước khi đến tay người tiêu dùng? Gói hút ẩm container sẽ là một giải pháp hiệu quả cho bạn. Những gói này sẽ giúp làm hạn chế sự ngưng tụ hơi nước trong container, ngăn chặn nấm mốc, gây hư hỏng. Nhờ những công dụng tuyệt vời đó mà nhu cầu mua gói hút ẩm đang ngày càng tăng cao. Làm sao để tìm được địa chỉ cung cấp gói hút ẩm container uy tín, chất lượng là thắc mắc của rất nhiều người. Hãy đến với chúng tôi, tổng kho sản xuất hạt chống ẩm, gói chống ẩm silica gel. Liên hệ để đặt mua hàng. Điện thoại Zalo 0986836296. Địa chỉ số 21 thị trấn 27 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Túi chống ẩm container, gói hút ẩm treo container, liên hệ điện thoại Zalo 0986836296. Túi hút ẩm treo container 1kg. Sử dụng hút ẩm trong môi trường cố định, chủ yếu là hút hơi nước. Thành phần 100% silica gel được tổng hợp từ muối khoáng tự nhiên. Ưu điểm: giá cả hợp lý do được nhập khẩu và đóng gói tại Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nên khó vỡ vụn và tính chống thấm cao. Khả năng hút ẩm lên đến 40% trọng lượng của chính nó. Cụ thể, gói hút ẩm silica gel 1kg có thể hút được 400g hơi nước. Bao bì vải không dệt thân thiện với môi trường. Liên hệ để đặt mua hàng, số 21TT27 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại Zalo 0986836296. Túi chống ẩm container 1kg dạng hạt silica gel có dây treo. Thành phần hóa học CO2NH2O. Trọng lượng 1kg cộng 0,1g. pH 4.0 đến 8.0. Độ ẩm bé hơn 2%, 150 độ C. Khả năng hút ẩm 320% AS 25 độ C ăn 50% RH. Khả năng hút ẩm 330% AS 25 độ C ăn 90% RH, max bằng 35%. Bảo quản nơi khô ráo. Công ty chúng tôi là nhà cung cấp gói chống ẩm silica gel container lớn nhất miền Bắc. Sản phẩm túi hút ẩm silica gel của chúng tôi đang được sử dụng phổ biến với chất lượng cao nhất và chi phí thấp nhất thị trường, đi cùng với dịch vụ hoàn hảo. Liên hệ để đặt mua hàng, số 21TT27 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại